và 5 đứa chúng tôi ở chung một phòng trọ, và cái thằng có lương cao nhất gấp 5 lần chúng tôi đấy. Bây giờ nó vẫn nợ tôi 2 cây vàng, 10 năm nay chưa trả. Bạn phải hiểu rằng cái thằng mà vay tiền của mình ấy mà nó không trả cho mình nó tốt lắm, bởi vì mình không bao giờ phải gặp nó nữa. Tiết kiệm là loại đức hạnh, và bạn không được phép hoang phí tiền bạc nữa. Bạn không được phép hoang phí tiền bạc nữa. Bạn phải học cách để mà tiền bạc của bạn ấy là bạn phải giữ. Tôi kể cho các bạn nghe cái câu đầu livestream đấy. 5 đứa chúng tôi ở chung một phòng trọ. 5 đứa chúng tôi năm 1994, 5 đứa chúng tôi ở một phòng trọ. Và tôi nói cho các bạn, tôi đang ngồi phát livestream ở đây này. 5 đứa chúng tôi ở một phòng trọ, và năm nay tôi là ở Sài Gòn. Cái đứa kiếm được nhiều tiền nhất gấp 5 lần chúng tôi bây giờ quần đùi cũng còn là quần đùi rách luôn. Bởi vì nó không có đức hạnh. Nó phá tiền. Nó kiếm được nhiều tiền nhưng nó dùng tiền để đi góp xe máy. Và khi bạn bè chúng tôi có nhà có cửa, nó còn mượn tất cả. Nó là thằng kiếm nhiều tiền nhất nhưng nó cũng là thằng nợ nhiều nhất. Nếu bạn kiếm được nhiều tiền mà bạn liên tục mắc nợ thì bạn bất hạnh thôi. Đời của bạn không ngóc đầu lên được đâu. Cái thằng mà cái lương nó gấp 5 lần tôi á, tôi là cái lương thấp nhất 49.000 một tuần, và 5 đứa chúng tôi ở chung một phòng trọ, và cái thằng có lương cao nhất gấp 5 lần chúng tôi đấy. Bây giờ nó vẫn nợ tôi 2 cây vàng, 10 năm nay chưa trả. Vĩnh viễn cuộc đời nó không bao giờ trả được, mà tôi cũng chẳng cần đòi. Bởi vì nó có trả được đâu mà đòi. Cho nên lương cao nó không quyết định cho cuộc đời của bạn tốt hay xấu đâu. Cái thằng lương cao nhất nó thiếu nợ tôi 2 cây vàng, là anh em bạn bè thân với nhau, tôi cho nó mượn 2 cây vàng và nó đi luôn, đi không bao giờ quay về. Nhưng bạn tin đi, nó vay nó không trả tốt lắm, bạn hiểu chưa? Bạn phải hiểu rằng cái thằng mà vay tiền của mình ấy mà nó không trả cho mình nó tốt lắm, bởi vì mình không bao giờ phải gặp nó nữa. Mình được một cái lợi ích của cái thằng đó là nó không bao giờ dám đến nhà mình nữa, nó không bao giờ mình điện, nó không bao giờ nó nghe máy nữa. Nó cứ thấy mình là nó trốn xa ra, nó không bao giờ nó hại được mình nữa. Cho nên tôi mất mấy cây vàng nhưng tôi thấy tuyệt vời quá, bởi vì tao mua tình anh em của mày bằng 2 cây vàng, và tao cầu cho mày đừng bao giờ giả được, tao không phải gặp mày trong đời nữa. Các bạn có bao giờ bị bạn bè thân xù tiền như vậy không? Các bạn có bao giờ bị bạn bè xù tiền như vậy không? Các bạn comment xuống đi để chú Tần Nguyễn. Các bạn đã bao giờ từng bị bạn bè xù tiền như vậy không? Thì hãy hiểu rằng may quá, mẹ không phải chơi với cái thằng đó nữa. Và bạn tin đi, không ai lấy được của ai cái gì cả. Nó đều là, nó sinh ra cũng là con trời, và mình cũng là con của ông trời. Cho nên là nó là con của trời. Cho nên nếu nó lấy tiền của mình thì bố nó sẽ giả cho mình. Mình không cần phải đòi nó. Nó lấy tiền của mình, ông trời sẽ trả cho mình nhiều tiền hơn, cả lãi luôn. Không cần phải đòi tiền thằng nợ mình. Bởi vì nó không trả được cho mình thì bố nó trả. Bởi vì bố nó rất là sòng phẳng, bố nó là ông trời. Tất cả chúng ta đều là con của trời. Chúng ta thiệt thòi, tức là chúng ta giúp người anh em của chúng ta. Chúng ta giúp người anh em của chúng ta thì chúng ta là những đứa con hiếu thảo. Ông trời tất cả những đứa con nhường. Những đứa con ở trong gia đình chúng ta này này, ở trong gia đình chúng ta luôn luôn có một người mà nhường thức ăn cho người khác. Trong gia đình nào cũng có người như vậy. Trong gia đình nào cũng có người như vậy. Chẳng hạn như trong năm anh em ở với nhau, luôn luôn có một thằng nó chịu thiệt thòi. Đó là gì? Ăn uống nó cũng nhường cho anh em, cái gì nó cũng nhường cho anh em. Và bố mẹ không bao giờ để cho đứa đó thiệt thòi. Khi bạn nhường nhịn, bạn không bao giờ thiệt thòi. Bạn hãy nhớ một điều, khi bạn chấp nhận nhường nhịn cho người khác, tức là bạn là những đứa con ngoan. Mà bạn là những đứa con ngoan thì bố mẹ không bao giờ để cho cái đứa đó thiệt thòi.